Chào mừng quý khán giả thân mến đã quay trở lại với kênh Về Miền Tây Bắc, và mình là Long. Hiện tại thì mình đang có mặt tại bản làng nơi gia đình của em Tùng sinh sống. Ngày hôm nay thì mình quay trở lại đây để xem gia đình cũng như là bà con bản làng đã giúp đỡ gia đình săn lấp mặt bằng đến đâu rồi. Xin mời mọi người hãy đồng hành cùng Long nhé. Xin mời. Phía dưới kia là cái con đường đi thẳng vào mặt chính của căn nhà bố mẹ của A Hòa và em Tùng mọi người ạ. Còn con đường phía mặt trước mọi người là đi lên bên trên kia là còn một bản làng của người Mông nữa, mà cái bản làng mà có ba gia đình của ba cháu mồ côi ở sống ở trong rừng, mà trước Long ghi hình mà tiếng ve kêu rất là nhiều đó. Ngày hôm nay thì ông quay trở lại đây, thứ nhất là để xem là gia đình đào đến đâu rồi và đo đạc lại xem nào để gia đình có thể sửa sang lại cái chỗ sàn lấp mặt bằng sau đó hoàn thiện để mấy nữa còn tiến hành đào móng. Trong cái thời gian mà gia đình làm cái mặt bằng đó, đào đất san mặt bằng, thì Long cũng cho em Nam chở luôn vật liệu các bạn ạ. Chỗ này là ba xe gạch. Gạch ở đây thì chỉ chở được một chuyến 1.500 gạch thôi các bạn ạ. Bởi vì nó ở dưới kia nó vướng một cái chân dốc lên dựng đứng cao lắm. Là đường bê tông nhưng mà cao quá, xe không lên được các bạn ạ. Bình thường là chở 2.000 cơ, nhưng mà đợt này chỉ chở một chuyến được 1.500 thôi. Và đổ gạch ở bên trên này để vận chuyển chéo theo cái đường men chân ruộng này thì sẽ gần hơn là nếu mà đổ dưới kia. Đổ dưới kia thì phải đẩy ngược, đến lúc vận chuyển vật liệu là phải đẩy ngược lên, rất là dốc thì khó chở. Đây gia đình đang tiếp tục san mặt bằng bạn ạ. Những cái chỗ đất thừa mà hết chỗ đổ rồi thì quay sang đổ sang cái vực ở chỗ trái nhà của bố mẹ A Hòa này. Men theo đây là một con đường đất, gia đình cũng mới mở cái hẻm này để đi lại. Thứ nhất là để san lấp mặt bằng có chỗ đất đổ đất đi, và thứ hai là mấy đứa sẽ vận chuyển đường vật liệu gạch các thứ là theo cái con đường mà Long đang đi đây. Đấy, chỗ này là em Nam đã chở 7 tấn xi, cũng như là tạm thời là 30 cây sắt 10, cứ dự trù như thế, còn thiếu thì sẽ chở sau. Cũng nhanh đấy nhở. Tổng là bao nhiêu ngày rồi A Hòa nhỉ? 3 hay 4 ngày rồi? Đào đất này. Hả? 6 ngày rồi cơ. Ờ, mấy hôm mưa vẫn làm được à? À, tạnh xong lại làm tiếp luôn à? Hay giờ căng thẳng chưa các bạn? Đấy. Đây là A Hòa, còn kia là em trai em quán, đây là vợ của quán. Đấy, bây giờ chỉ có bản làng thì rút hết quân rồi, nhờ mấy ngày rồi các bạn ạ. Thì mọi người dân đã cũng phải về gia đình mình để làm những công việc giúp đỡ gia đình được mấy ngày thôi. Còn lại phần việc mà sửa sang lại cho nó vuông vắn các thứ thì hai anh em trai hỗ trợ nhau thôi. Em trai thì được ở với bố mẹ rồi, ở chung bố mẹ, còn anh trai thì không có điều kiện làm nhà. Còn cuộc sống khó khăn quá thì ở nhờ căn bếp của nhà em trai. Bây giờ thì cũng rất là may mắn được ông bà của dì chú bác đã thành lập quỹ thiện nguyện gửi tới kênh Về Miền Tây Bắc, thì có quyết định là sẽ giúp đỡ gia đình của A Hòa và em Tùng xây dựng một căn nhà. Tuyệt vời quá. Đây các bạn nhìn thấy cái đất ở đây này. Đất pha sỏi. Bên trên là một tầng đất kiểu đất sét. Quánh luôn. Đó. Bên dưới là một dải sỏi. Một dải sỏi, sau đó là tiếp tục lên đất. Đây là cái căn bếp mà A Hòa với vợ đang ở trong này. Con thì mới sinh được hơn một tháng. Đây kia là bố mẹ. Bố mẹ với cả vợ là em Tùng đó. Chỗ này 50 cân sắt 6 các bạn ạ. Cái chỗ đất dư này thì cũng đổ lệch sang bên này để sau này đào móng, còn thiếu thì sẽ chôn móng. Cái nguyện đầu tiên của gia đình là bên cái trái của hai nhà bên dưới này, nó có một cái dòng sông chạy thẳng vào nhà. Thì ý nguyện của gia đình là muốn làm nhà là hướng về bên núi bên này. Nhưng mà như các bạn biết ngay từ đầu tiên Long phân tích với gia đình rồi, là nếu mà ấy là do gia đình thôi, phải đào cả một cái tả ly tiếp tục, đào một cái thửa ruộng nữa thì mới có thể xây được kiểu đấy. Thì bây giờ A Hòa đào đến đây là thấy là ngán rồi, không đào nữa rồi. Thế là lại thuyết phục mãi thì bảo thôi, bây giờ lại quyết định là quay check sang đây một tí. Check nó hơi chéo chéo, xong bên cái chỗ cửa nhà sẽ vào cái bú chuối này các bạn ạ. Rồi, cái dòng sông thì ở bên kia.
bụi chuối ở đây. Còn nếu mà gia đình muốn nhìn hướng thì hướng tận bên kia cơ. Thì coi như làm nhà trách đây một tí, làm tránh nó hài hòa một tí là được. Chứ không nhất thiết phải tránh hẳn như cái đầu tiên mà gia đình ý nguyện của gia đình như vậy. Thì sẽ không đào đến cái thửa ruộng bên trên nữa các bạn ạ, và đào đến đây thôi. Thì gần như kiểu làm một cái nhà ngang luôn ấy. Chắc là Long sẽ thiết kế nhà chiều rộng của nhà sâu bên trong sẽ là 4,5 m, còn kéo dài là khoảng 10 m, 10 đến 12 m gì đó. Thì hôm nay về lại phải làm lại bản vẽ thôi. Nhưng hôm trước là vẽ là 8 m với cả sâu là 6 m thôi. Nhưng mà vì là tả ly cao quá không đào được sâu nữa rồi. Đào nữa nó sâu quá, nó qua cao hơn lóc nhà thì nhìn nó xấu quá. Đất thì chỗ này, đất này thì khó sạt lở lắm các bạn. Toàn đất pha đá thôi. Mà là đất cũ nhưng mà thôi không đào nữa, cao quá rồi. Thế bây giờ chỉ là sửa vuông vắn lại thôi. Và hôm nay thì về Long cũng sẽ thiết kế lại. Cơ bản là cũng phòng thức cũng chia như thế, chỉ cái là xoay phòng sang vị trí khác thôi. Còn mét vuông thì các thứ vẫn như thế. Vợ quán cũng đang mang bầu phải không? Vâng ạ. Đây này, anh trai thì sinh 6 cháu thì mất 4 cháu. Còn em quán em trai thì cũng mất cháu đầu đúng không? Bây giờ đang chữa thứ hai à? Khổ thế anh em. A Hòa ơi, dạ. Tình hình là như này nhá. Thì xem gia đình mình, hai anh em trai với cả vợ với cả bố mẹ này có đỡ nhau để đào được móng không? Thì nếu như mà để thợ đào móng, thợ lợp mái thì là 500.000 đồng một mét vuông, là thuê thợ ấy. Còn nếu mà gia đình mình mà đào được, sau này mà nhờ người lợp mái bên đồ lu ấy, được ấy, thì anh chỉ giả thợ là 450 một mét thôi. Thì cái rố mà dư ra 500.000 đồng một mét đấy thì là tất cả quỹ đấy là ủng hộ gia đình mình rồi, thì là gia đình mình được hết, thì mình sử dụng vào việc khác. Nếu mà gia đình đào được móng, còn nếu mà mệt quá, 6 ngày rồi mà mệt quá thì lại thuê thợ 500.000 đồng một mét. Thì sau này là tiền dư giả thì chắc là không còn nữa. Thì tính xem. Đấy. Có tự đào không hay là nhờ thợ đào? Bởi bây giờ anh cũng không dám ép gia đình nữa, bởi ép bây giờ gia đình làm cũng 6 ngày rồi cũng vất vả quá rồi. Đấy. Thì nếu mà cố gắng được thì đào móng. Còn tự đào móng, còn nếu mà không cố được nữa mệt quá rồi. Anh biết sức mày cũng có hạn. Thế thì làm nhá. Thế thì mai cố gắng hôm nay làm vuông thành sắc cạnh góc này đi. Xong là sáng mai anh bảo mấy anh em thợ lên nó đo cho. Nó đo nó trăng dây xong là mình cứ đào theo thôi. Đào ra ngay ở đây anh hỗ trợ. Thì mấy anh em mình hỗ trợ nhau đào. Vật liệu á? Vật liệu mình chở túc tắc thôi. Ừ, đây là hai anh em trai này. Đẩy xe rùa thôi mà. Xây nó không xây kịp mình chở đâu mà. Tức là ngày nào mình chả làm. Thì mình vừa giám sát công trình, mình vừa pha nước cho anh em, mà xong mình túc tắc mình chở vật liệu luôn. Chứ bây giờ thuê cái gì cũng thuê thì đến lúc cái tiền mình lại không có dư đâu. Đúng không? Mình còn làm nhiều việc khác nữa. Lắp cửa, lắp giả, phòng vệ sinh các kiểu. Thì vật liệu ngay trên kia một cách khoảng chục mét thì mình đẩy xe ấy được mà. Anh em nó có xe rùa, anh em nó có đầy mà, xe rùa này xong là đội thợ xây nó cũng có xe mà. Đây xe của đội thợ xây à? Ờ, thế đội thợ xây nó cũng có hai cái nữa mà. Thì cứ đẩy dần dần thôi. Không phải lo đâu, cứ xây đến đâu mình chở đến đấy thôi. Chứ bây giờ thuê chở vật liệu cũng không có chỗ mà để, không có chỗ mà xếp. Thuê là người ta chở một phát là ấy luôn, không có chỗ xếp đâu, mình cứ túc tắc xây đến đâu mình chở đến đấy. Xi xiếc thì xong hết rồi đúng không? Có mỗi cát với ấy thôi, cát với gạch thôi. Ừ. Nhanh thôi mà, đơn giản thôi mà. Thì ngày nào mình cũng ở đây mà. Bây giờ ruộng nương xong hết rồi đúng không? Thì vừa giám sát công trình mà vừa chở vật liệu, xong là nước nôi cho anh em thợ nó làm. Quán hỗ trợ anh trai. Sau này có xây dựng nhà cửa gì thì anh trai anh lại hỗ trợ em, có gì đâu đúng không? Ruộng nương xong hết rồi. Vâng đấy. Chính em thế thôi mà. Anh em ruột thịt thì dốc sức 100%. Còn bản làng thì người ta chỉ giúp được 3-4 ngày thế là quá nhiệt tình rồi. Thế hôm trước anh bảo đưa cho 1 triệu nữa để nấu ăn cho bản làng ấy. Nhưng mà mấy hôm anh bận công việc ở bên kia thì không vào được. Thì đây
Ở đây không đủ rồi, tí nữa anh đưa cho 1 triệu nhé. Hôm trước thì đưa cho 1 triệu rồi, hôm nay bổ sung thêm 1 triệu nữa là tổng 2 triệu tiền ăn nhé. Để cái cho bà con đào đất này đấy. Là mua thêm thức ăn thức uống cho vợ đang vừa sinh xong rồi, làm vất vả quá, làm vất quá thì mất sữa hay chết. Thế là tổng tiền để tiền ăn ấy, để đào cái chỗ săn mốc mặt bằng này, vừa là cho bà con đến đỡ cũng như là cả bố mẹ gia đình nữa, em trai các thứ nữa, thì Long sẽ trích ra trong cái quỹ đó là 2 triệu đồng công trình xây dựng để vào tiền thức ăn. Làm này thì mất sức lắm các bạn ạ, chứ toàn là gia đình toàn ăn rau với cả muối ớt thì làm sao mà làm được. Thế ông Hòa ơi, ông Hòa cầm 1 triệu này mua thức ăn cho gia đình nhé. Thế ông lọ từ đó giờ mổ mất mấy con ngan rồi? Một con thôi. Hôm gọi anh vào uống rượu đấy hả? Chỗ này nhiều việc quá không vào được. Để hôm nào nhá, hôm nào tổng kết công trình. May quá ông còn khỏe nhờ, ông đi ông trông cho hai vợ chồng làm. Chỗ này thì hơi hẹp rồi các bạn ạ. Đằng sau thì vướng tà ly cao quá. Đằng này thì vướng cái dãy đá gần như kiểu cái dãy đá của nhà cụ Ly. Làm công trình như này nó mang tiếng nó vùng cao, nhưng mà đất đai thì hạn chế đó các bạn ạ. Làm công trình nào cũng sẽ vướng vất cả. Đúng là nhà khó khăn thì chả có cái gì là thuận lợi cả. Chỗ này thì mình đang bảo em quán giải phóng cái chỗ sắt thép để kéo hết sắt gọn sang bên góc bên kia. Dọn sạch cái đất ở đằng trước cái cửa nhà nữa để mai đo đạc. Mai đo còn thiết kế đào móng. Làm cái này thì làm công trình trên vùng cao này thì nói chung thiết kế thay đổi liên tục các bạn ạ, thay đổi theo địa hình. Nó không phải là một cái mặt phẳng, một cái mặt sàn rộng rãi để mình có thể thiết kế tùy thích được. Mà thiết kế này còn phải nhìn theo cái địa hình nữa. Đấy, đào xong mặt bằng rồi thì lại coi như cái bản vẽ kia là lại không áp dụng được rồi, lại phải tiếp tục thay đổi. Cái mặt bằng nhỏ hẹp như này thì có lẽ là chỉ làm được một phòng khách, một phòng ngủ và một phòng bếp thôi các bạn ạ. Còn phòng vệ sinh thì phải đặt ra ngoài. Đầu tiên thì Long định thiết kế 2 phòng ngủ, nhưng mà với cái mặt bằng này thì không thể thiết kế được 2 phòng ngủ rồi. Đó, phòng vệ sinh định đặt ra ngoài này, nhưng mà quan sát một lúc thì thấy nó ngay ở trên lóc hai cái nhà này. Đấy, thì thứ nhất là cái ống mình thải đi chảy đi cũng rất là khó. Mà làm cái vệ sinh trên đầu người ta thì cũng không hay, làng xóm láng giềng. Thì một yếu tố nữa đó là gia đình thì đang vệ sinh chung nhau ở cái phòng vệ sinh nhỏ nhỏ của bố mẹ đằng bên này. Đây mình dẫn chân mọi người đi qua thì mọi người có thể dễ dàng quan sát hơn. Đây thì là một cái phòng vệ sinh nhỏ nhỏ đằng khu vực này các bạn ạ. Là bố mẹ, vợ chồng của em Quán với cả vợ chồng của em Tồng. Đây, đang đi vệ sinh chung ở cái phòng vệ sinh nhỏ nhỏ này. Ở chỗ này thì nó là một cái vực, nó không ảnh hưởng gì đến gia đình nào cả. Thì cái thải, nước thải các thứ mình đẩy thoải mái đi luôn. Nó sẽ xuống thẳng vực và xuống dưới ruộng bên dưới kia. Đấy. Nước non ở đây thì đầy đủ lắm. Các bạn có nhìn thấy những cái đường ống này, bắc từ trên thượng nguồn kia về. Nên là đặt phòng vệ sinh các thứ ở đâu cũng được. Rất là thuận tiện cái nhất là cái nước. Xây công trình này thì nước là cái yếu tố rất là thuận tiện. Thì có lẽ là Long sẽ thiết kế căn nhà của A Hòa và em Tông là sẽ có một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp. Còn phòng vệ sinh thì sẽ dùng chung với nhà bố mẹ. Đó. Sau khi mà xây xong căn nhà mà còn dư vật liệu cũng như là dư chi phí thì sẽ xây cho hai nhà chung một cái phòng vệ sinh luôn, phòng tắm luôn.
Kinh phí thì đến thời điểm hiện tại thì Long đã nhận được hơn 50 triệu đồng các bạn ạ. Là bao gồm 50 triệu đồng của ông bà có gì cho bác thành lập nhóm kết nối yêu thương gửi tới kênh. Còn cái quỹ ngày xưa gửi bây giờ còn 50 triệu nữa thì để dùng sử dụng cho gia đình của em Tòng và A Hòa. Và tiếp tục thì thời gian gần đây nữa thì Long tiếp tục nhận được thêm 7 triệu đồng nữa từ các quý hảo tâm. Thì hiện tại là gia đình đã nhận được 57 triệu các bạn ạ. Rất hy vọng là trong quá trình xây dựng thì sẽ tiếp tục nhận được những cái sự yêu thương của quý hảo tâm để có thể xây dựng một căn nhà một cách chu toàn nhất cho gia đình của em Tòng và A Hòa. Một hoàn cảnh vô cùng đáng thương khi mà hai vợ chồng thì lấy nhau 9 năm rồi, đẻ được 6 người con và không may mắn trong quá trình nuôi dưỡng thì sinh thì toàn sinh ở nhà, hai vợ chồng tự đỡ nhau. Thậm chí người con cuối cùng này thì đang đi nương thì nương ở ruộng đấy các bạn, ruộng bậc thang ấy, thì đau bụng quá là hai vợ chồng là đỡ nhau đẻ luôn tại bờ ruộng. Sinh 6 cháu thì mất 4 cháu. Ở trên video mình thì mình có để số điện thoại, các bạn quý khán giả hoặc là quý hảo tâm muốn ủng hộ gia đình thì có thể gọi điện trực tiếp. Số điện thoại của mình là 0965653434, có thể liên hệ Zalo, Facebook, Viber hoặc là gọi điện trực tiếp mọi người nhé. Số tài khoản các thứ là Long ghim hết ở bình luận đầu tiên của từng video một. Có nhiều quý khán giả xem thì vẫn bình luận trên video là không biết số điện thoại các thứ, không biết số tài khoản để liên lạc. Thì Long nói một chút như vậy để mọi người nắm bắt được. Thế thì thỏa có hòn đá to ghê anh chị ạ. Đây có hòn to hết ạ. Nó cũng không có hòn nào đá đỏ nhỉ. Trên này không có đá quý. Đấy, vứt gọn ở kia để hôm nào kè bờ vực. Đó ghê, hòn đá. Đó các bạn ạ, ngày hôm nay thì Long cập nhật một chút cái quá trình đào đất và săn lấp mặt bằng của gia đình em Tòng và Hòa. Thì như bạn cũng biết từ trong nội dung video rồi thì cái chỗ thửa đất nhà A Hòa này thì cũng không được rộng rãi lắm. Thì ngày mai mình sẽ nhờ anh em đội thợ xây vào đây để đo đạc và thiết kế cái phần móng luôn. Và ngày mai thì sẽ tiến hành đo đạc sau là đào móng luôn các bạn nhé. Mất 6 ngày mới hoàn thiện, gọi là tạm tạm ổn cái phần săn lấp mặt bằng này. Và có lẽ xin chào mọi người, hẹn gặp lại các bạn trong những series tiếp theo về gia đình của em Tòng. Xin chào.